Rồi mình chào các bạn, các anh em. Hôm nay mình sẽ lên video cho anh em mình tham khảo những mặt hàng có tại cửa hàng của mình ha. Thì những mặt hàng của mình thì cũng như thường lệ thì những chỉ là bình xăng với những mặt hàng này thôi. Có cái mới có thì cũ có ha, mới thì có ít, cũ thì nhiều. Tại vì mình bán về chuyên về bình xăng, còn như những mặt hàng này là chỉ là lấy về bán phụ thôi. Mình sẽ có bây giờ mình sẽ nói sơ qua. Rồi đầu mình sẽ báo giá cho anh em mình ha. Rồi những mặt hàng của bên mình như bình xăng thì mình sẽ bao cho anh em mình là một tháng là bao chạy dư, bao các kiểu cho anh em mình lên xe. Còn những mặt hàng này là mình chỉ bao lên xe chạy thôi chứ không có bảo hành, chỉ có bình xăng là bảo hành thôi. Những bình xăng mình bảo hành là mình có ghi ngày tháng trong đó cho anh em mình, khi bị lỗi bị gì thì anh em mình gửi về mình sẽ khắc phục. Còn nếu anh em mình không lấy nữa thì mình sẽ chuyển khoản lại cho anh em. Còn những bình anh em mình gửi về mình mà mình tháo mình kiểm tra bên trong mà bị anh em mình xào chẻ đổi tùm lum la thì những bình đó mình sẽ không có nhận, mình chỉ nhận những bình riêng thôi. Rồi anh em mình xem video cứ việc anh em mình bấm đăng ký kênh để khi ra video mới là anh em mình nhận thông báo để vô những mặt hàng mới anh em mình mua. Tại vì những mặt hàng sẽ không có nhiều cho nên anh em mình sẽ tranh thủ mua những mặt hàng đó. Anh em mình đăng ký kênh cũng không tốn tiền gì đâu. Mình bán là mình sẽ ship code toàn quốc cho anh em mình. Phí ship là 30.000, hàng tới nơi anh em kiểm tra đúng hàng rồi thanh toán. Rồi, đầu tiên giảm đây là quay A đời thấp và quay A đời cao. Đây là quay S110, đây là Super Rim đời cao. Đời rim Thái 125, Sirius và có phu mập và có quay A110. Và mình thanh lý bốn bình này. Bốn bình này là bình đời rim Thái thay cốt 1. Quay RS Thái 100 thay cốt 1 và hai bình quay Alpha lốc đen lốc trắng, mình thanh lý đồng giá là 300.000 bình. Giờ đây là sạc FI Buri Mỹ sản xuất tại Indo và có phá xăng tự động cho anh em mình sử dụng cho tất cả các đời xe. Khi xe anh em mình bị chảy xăng dư ha, bị rịn rò xăng thì anh em sử dụng mạch này rất là ok. Mạch này là gắn sau ổ phá, khi mình mở phá lên thì xăng sẽ chảy, khi mình tắt chìa khóa đầu lại tắt chìa khóa thì xăng nó sẽ ngăn lại. Và mạch này là mạch chuyển điện DC lên AC cho anh em mình lắp đèn LED. Và có những cổ xăng sạc FI này kia. Rồi còn phía bên dưới đây thì mình sẽ là cổ bô và phuộc bình xăng sạc. Cụ đề thì mình có cụ đề rất là xịn, đây cụ đề xịn, cụ đề này là cụ đề quen pha lốc trắng cho nên anh em gắn được cho tất cả các đời xe luôn, gắn được ok. Này mình tháo xuống mình vệ sinh xong nó đẹp như mới. Cục này mình bán 350, anh em mua nhanh tay ha, không có nhiều đâu. Còn cục này là cục diesel không biết của hãng nào, mình bán cho anh em mình 120. Mình sẽ báo giá từng sản phẩm cho anh em mình rõ ràng hơn ha. Đây là bình quay RS100, phía bên đây là đời thấp, phía bên đây là quay A đời cao. Nó sẽ có đời thấp và đời cao đều gắn chung được hết, thì đời cao nó sẽ mắc hơn cái đời thấp. Đời thấp mình bán là 400.000 bình, đời cao là bán 530.000 một bình. Những dòng hai dòng này là anh em mình gắn cho được tất cả các đời xe như là quay Alpha, quay xương cá, quay A, quay S, quay RS, quay RSX là đều gắn chung được hết. Những dòng này là rã xe nên chạy rất là tiết kiệm xăng. Anh em mình có thể gắn cho được các dòng xe Trung Quốc, mua về chỉ được lắp vô thôi, không cần chế cháo gì hết. Đời rim đều gắn được hết. Những dòng này rất là thông dụng cho những đời xe 100cc. Rồi kế bên là bình Super Rim. Hỏi mình giấy lấy về cũng mười mấy cái, mình bán cũng sắp hết rồi. Anh em mình nhanh tay. Thì những mặt hàng Super Rim này là không có nhiều, cho nên anh em mình nhanh tay ha. Mua không có thì không biết chứ sao có không, mình cũng không rành. Còn như những dòng quay này rất nhiều, còn dòng này thì nó sẽ rất ít, là 550.000 một bình. Rồi kế bên là quay S110. Quay S110 là bán 500.000 một bình. Kế bên nữa, quay quanh kia đi. Đây là đờ rim Thái 125, mình bán là 600.000 bình. Nhưng trong đây nó sẽ có hai bình đẹp, là anh bán 700. Và đây là Sirius 500.000 một bình. Và phu mập
900 ngàn một bình, quay A110 600 ngàn bình, gắn cho được xe Black xe số. Rồi giờ mình có hai cụ đề, giới thiệu cụ đề trước đi. Những cụ đề này đây, nguyên rin ha, không có thay thế gì ha, nguyên rin. Khi mình rửa xong nó mới như vậy nè, 350 ngàn một cục, quay rất là im. Để chút mình cho nó quay cho anh em mình xem luôn. Cục này thì của hãng là Decen, Decen không biết của cái xe gì, nhưng nó gắn cho được quay rim alpha đều gắn được hết, chạy rất là im, 120 ngàn một cục. Bây giờ mình sẽ cho hai cục này quay. Rồi bây giờ mình sẽ cho quay trước cái cục này đi. Cục này rất đẹp này, thấy không? Cục này là cục quay alpha lóc trắng nè, Mitsuba này, thấy không? Nè. Mitsuba XM12W rất là mới luôn, anh em nhanh tay ha. 350 ngàn một cục. Quay thì khỏi chê. Đó. 350 ngàn cục nhanh tay ha. Rồi cục này là cục của Nissan, cũng không biết của hãng nào, nhưng mà gắn được quay rim ok. Rồi cục này 120 ha, nhanh tay ha. Rồi lên, giờ lên. Rồi giờ mình lên trên ha. Trên đây á, thì mình có là sạc FI. Những dòng này là cho xe tay ga, xe số đều được hết, dòng của Honda. Khi các đời xe của anh em mình nó bị chết sạc, khi xe anh em mình bị hư sạc, đây nhìn cái rắc nó giống vậy, thì anh em mình cứ mua 500 ngàn một cục. Hàng này là hàng rã xe xuống nên xài rất bền. Còn nếu anh em mình không muốn xài hàng đó xe thì vô hãng mua cục sạc mới. Thì sạc mới là chỉ là sạc hàng công ty linh kiện thôi, chứ không phải hạt riêng. Đây là sạc riêng của các dòng xe FI Buri. Buri này là Buri Mỹ. Mỹ này, Buri này là sản xuất tại Indonesia, cho nên những dòng này chạy rất là bền. Công ty này là công ty Chabion. Công ty Chabion này là công ty, này là công ty của Mỹ. Lần đầu tiên mà sản xuất Buri để chạy cho máy bay, cho nên sản xuất ra cho xe máy mình chạy rất là bền, nhưng mà giá cả rất là rẻ, 80, 90, 100 ngàn. Rồi đây là mạch, đây là cái khóa xăng tự động bằng điện, dùng bình 12V sao ổ khóa, anh em chế cháo tất cả gì cũng được. Khi đây là đường vô và đường ra, hai cái nào vô nào ra cũng được hết, thì nó chỉ là đóng mở thôi. Anh em lắp ở trên xe thì rất ok luôn. Khi xe của mình bị chảy xăng dư hay bị hôi xăng, anh em mình lắp này lên là ok. Khi mình mở phá lên thì xăng nó sẽ xì ra. Khi mình tắt chìa khóa thì xăng nó sẽ đóng lại. Này hàng này là của Denso, cho nên xài rất là bền, cục rất là chắc chắn. 230 ngàn một cục. Hàng này là hỏi mình có test rồi, những video trước mình có test, video này chắc dài cho nên mình không có test đâu. Những dòng này là xài rất là ngon ha. Xe anh em mình tất cả các đời xe Honda, Yamaha là đều xài được, Suzuki xài ok. Thì mình nó chỉ chủ yếu là để phá mở xăng thôi. Còn mạch này là mạch chuyển điện AC lên DC cho anh em mình lắp bóng đèn LED. Rồi mình có mấy cái cổ. Cổ những cái co xăng này thì những dòng này, như dòng này nó của xe gì mình không biết nè. Dòng này chắc cái cục này không có chữ chắc lô á, mình bán 10 ngàn một cái thôi. Anh em mua kèm theo mấy cái kia mình mới bán nha. Rồi như cái co này là co rim nè, rim nó có chữ nè, rim có chữ là bán 30 ngàn co, có chữ là hàng theo xe, nhưng mình không biết của Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc gì ha. Đây cũng có chữ DC nè. Co này là co cong, nó sẽ khác với ớt mình. Với ớt mình cong về bên tay phải, nó cong về bên tay trái, có ký hiệu đàng hoàng. 30 ngàn co. Đây co 30, còn co này là co của gắn bình ống mai, 20 ngàn. Co này cũng có ký hiệu nè, 30 ngàn co. Rồi bây giờ tới xuống cổ bô của mình là cổ bô inox 304. Cái này là mình chỉ mới đặt hàng thử thôi, coi anh em mình có chuộng không, chuộng thì mình sẽ đặt nhiều. Mình sẽ đặt mỗi loại xe là một hai co, là trong đây nó sẽ đủ tất cả các đời xe Honda của mình luôn. Dòng này là dòng 304 cho nên anh em mình sử dụng rất rất là bền. Mình đặt làm là 3 dòng xe, dòng là của Honda, Suzuki, Yamaha. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua từng cổ. Cổ này là cổ đời riêng. Cổ này là cổ full 125 full LED.
RXX110. Và mình có quay 100 đấy ha. RXX100 nè, RXX110 nè, full cỡ. Full cỡ anh em mình mua những dòng nào full cỡ thì anh em nói full cỡ mình sẽ bán full cỡ giờ anh em lắp cho nó ngon. Quay quay A110. RXFI. Là gì đây? Full LED. AB125. AB110. Vivo, Vision, Winner, SH. Rồi giờ tới dòng Suzuki, mình có là Asilo, Revo, Viva, Yamaha thì mình sẽ có là No 4, No 5, No X, Taurus, Jupiter, Lubia, Jupiter FI, Jupiter bình xăng cơ, xi dòi, S-Heater 135, S-Heater 150, S-Heater 155. Rồi mua thì cứ liên hệ ha. Rồi mình đây là có phuộc. Phuộc này là phuộc cơ quay S-100. Gắn anh em gắn thông dụng 400.000 cặp. Hàng bao riêng không chảy dầu. Đây là phuộc trước xi đùm và đĩa 400.000 cặp. Còn sạc thì mình, đó là sạc FI. Đây là bình xăng còn số dưới đây nữa. Rồi mua thì cứ liên hệ số điện thoại của mình nhé. Rồi chào tạm biệt.